Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long nói về hôn nhân viên mãn với bà xã Trình Trình. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long khẳng định trong cuộc sống không nên yêu cầu quá mức ở đối phương. Chương trình truyền hình Ký ức ngọt ngào vừa chính thức trở lại với việc công bố thông tin nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long sẽ đảm nhận vai trò MC. Nói về việc đảm nhận vị trí mới, Kim Tử Long cho biết, đó giờ Long chỉ hát, đóng kịch hoặc là chơi game. Làm mắc ca thì cũng có nhưng không phải chương trình quy mô như thế này. Đối với Long, làm điều gì cho nghệ thuật thì Long đều nhận cả để thử thách bản thân mình. Và hôm nay được tín nhiệm làm MC của chương trình, Long cảm thấy rất vinh dự. Mùa trước làm khách mời thì được MC hỏi và đưa ra những tình huống, còn hôm nay làm MC thì mình lại đưa ra tình huống cho tất cả khách mời. Vì vậy ít nhất mình cũng phải có một số kiến thức về âm nhạc, thần tượng và các khách mời để có thể giao lưu, phỏng vấn, nói chuyện. Quan trọng trong chương trình, mình sẽ khai thác được những bí mật họ chưa từng nói và cho khán giả biết. Có những kỷ niệm đẹp, kỷ niệm buồn giấu sâu trong lòng thì hôm nay họ có thể giải tỏa và tâm sự. Điều khiến Kim Tử Long thích thú nhất khi đảm nhận vai trò MC chính là được cùng các thần tượng trở về thời kỳ huy hoàng vào những năm 1990 đến 2000. Đó là sân khấu ngoài trời với mấy ngàn người xem, những buổi diễn tình khán giả ngồi chật khán phòng hoặc là khi đi ghe, đi tàu, đi trên đường mà khán giả chặn lại, bắc ghế để xem mặt nghệ sĩ. Đối với Kim Tử Long thì đó là những ký ức ngọt ngào, kỷ niệm thú vị không thể nào quên. Bên cạnh đó, Kim Tử Long cũng chia sẻ đôi lời về cuộc hôn nhân viên mãn với bà xã kém 11 tuổi Trinh Trinh. Long luôn quan niệm gia đình mình làm sao vừa đủ, không yêu cầu quá mức ở người vợ, người chồng, người con. Mình làm sao sống một cách thoải mái, tự nhiên và quan trọng là đừng đòi hỏi quá nhiều ở đối phương. Ví dụ con mình cũng không đòi hỏi nó phải như thế này, thế kia, và vợ mình cũng không đòi hỏi chồng phải thế này, thế nọ. Long cũng không bao giờ đòi hỏi vợ mình phải hoàn hảo, phải đẹp, phải làm việc tốt, phải chăm sóc con, phải lo cho gia đình này kia. Không, mình làm sao cho vừa đúng vừa đủ là được là tốt. Còn những cái gì ngoài đó mình cứ xem như là cuộc sống mà, chén trong sóng nó còn khua thì gia đình nhiều khi cũng có lúc không bằng lòng gì đó. Mình hãy coi đó là bài học để sau này rút kinh nghiệm, sống nhẹ nhàng thôi thì sẽ hạnh phúc. Đối với Kim Tử Long, hạnh phúc gia đình và sự vui vẻ là điều quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi anh quan niệm rằng, bây giờ nhìn lên trên cao thì mình sẽ thấy không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì mình còn hơn rất nhiều người, vì vậy Long cảm thấy quá mãn nguyện rồi. Long chỉ mong không có sự cố gì xảy ra trong cuộc sống, gia đình luôn luôn hạnh phúc, có sức khỏe, đó là cái niềm ao ước của Long. Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Kim Tử Long còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh. Khi được hỏi về bí quyết cân bằng cuộc sống, nam nghệ sĩ nói, có nhiều người nói Long tham quá, nào là nghệ thuật, quay game show, kinh doanh nhà hàng, cà phê, rồi bây giờ chuyển qua nước hoa, ôi anh tham quá. Nhưng mà có lẽ ông trời ổng xanh Long ra thì Long cứ muốn học hỏi, cứ muốn tìm việc, cái gì cũng muốn làm. Như bây giờ Long đang làm MC thì mắc ca không phải là cái nghề chính nhưng mà Long cũng muốn gia nhập vào và tìm hiểu nó. Dù bây giờ nhà hàng kinh doanh không ổn định lắm vì tình hình kinh tế khó khăn nhưng mà Long vẫn không bỏ, vẫn đeo đuổi nó.